Hàng ngàn cảnh sát Nam Triều Tiên lục soát một cơ sở tôn giáo ngày 11 tháng 6 trong cuộc truy lùng một doanh nhân bị truy nã can dự tới tai nạn chìm phà vào tháng 4 năm nay làm hơn 300 người thiệt mạng. Khoảng 6.000 cảnh sát xông vào một khu nhà lớn thuộc Hội Thánh Tin Lành nơi ông Yoon Byung-un là một đồng sáng lập viên. Cảnh sát không tìm thấy ông Yoon nhưng thay vào đó bắt giữ ít nhất 3 người tình nghi đã giúp ông bỏ trốn. Ông Yoon là người đứng đầu một gia đình quản lý công ty hàng hải, sở hữu và điều hành phà Sewol bị đắm. Doanh nhân 72 tuổi này đã trốn thoát một cuộc truy lùng trên khắp nước trong gần một tháng qua. Ông bị truy nã về tội biển thủ, bất cẩn và trốn thuế. Vụ bố ráp diễn ra một ngày sau khi khởi sự một phiên tòa xét xử 15 thành viên thủy thủ đoàn bỏ phà Sewol. Thuyền trưởng và 3 người trong thủy thủ đoàn bị cáo buộc tội giết người và có thể bị kết án tử hình. Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye bị chỉ trích về cách ứng phó với thảm họa này. Các thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Cho tới nay đã tìm thấy 292 thi thể, còn 12 người bị liệt kê là mất tích.